đây chứ chỉ 7 người. Còn một người nữa mà nấu ăn cho vua gọi là gì quên rồi. Người y. Người y là chích thuốc cho vua. Cung phi. Cung phi. Cung phi. Bây giờ nói được đi, khi nào nói đúng đi là sao ăn. Google.com.vn. Không bao giờ mà tôi được một người đó hiểu tôi 100%. Tôi buồn dễ sợ. Mời đầu bếp Võ Hoàng Nhân. Ba người đi vòng tròn. Vòng tròn, đi vòng tròn. Vòng tròn, vòng tròn. Nào, đúng rồi, đúng rồi, chưa được. Rồi xong, rồi xong. Đâu, người Huế. Người Huế gì kia vậy? Người Huế kia vậy? Sao kéo nó không lên nữa ta? Đi đâu vậy Ngọc? Đi xa quá luôn. Hết rồi, lắc hết. Chúng tôi không thể tin được điệu múa Huế lại trở thành điệu đi chợ. Cảm ơn các bạn, mời các bạn vào vị trí. Giữ chén rất khó. Chị ơi như nào vậy chị? Và bây giờ là phần chơi của đội còn lại, xin mời. Chúng ta đã từng coi vũ điệu đi chờ của đội Lân Nhã. Sau đây là vũ đùi leo. Vũ điệu leo núi của đội Khánh Hoàng. Phải trải tròn nha. Bắt đầu phải. Trời có dùng độc nữa hả? Trái nào. Thua. Ồ, sao giống lên ma quá vậy? Bài tiếp nào. Cứ thế thôi á. Trái. Vòng tròn các chị em. Trời ơi, vòng tròn các chị em. Xong như thế nào nữa? Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta thấy hai vũ điệu. Một bên thì đi như đi chợ, một bên là như mấy con đu dừa mà có dùng á. Trái này, phải, đi đi các chị em. Trời ơi, cái gì vậy? Không thể tin được. Bây giờ mời giám khảo, chị hãy cho một cái lời nhận xét là hai bên, bên nào đẹp hơn, bên nào múa chuẩn hơn. Bên này thì có cái vũ điệu quăng ly nữa đó, nhưng mà chị nói một câu công bằng. Dạ, theo cảm nhận của em về âm nhạc á, thì rất là ok. Nhưng mà nếu mà thần thái với lại thái độ mà mọi người khi mà trình diễn cho cung chúa với lại là hoàng thượng coi á, thì mọi là người... nếu mà thật sự mà bị chém mà... chém đầu hết à, là bị chém đầu rồi đó. Dạ nên em nghĩ là chắc huề nhau, nói chung không có đội nào em huề nhau đó. Hai đội không có điểm chúc mừng. Đội em được vậy cô Hiến. Chị thấy ạ, em kiểu mang cả tâm hồn vào trong cái điệu múa đấy mà chị không thấy à? Rồi, như vậy là cảm ơn hai vũ công vô cùng xinh đẹp đến với chúng ta ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Ladies and gentlemen, welcome. The question for you. Câu hỏi vụ này vô cùng rất đơn giản, rất rất đơn giản, ai cũng biết. Sẽ có đáp án là A, B và C. Đội nào nhanh tay sau khi tôi đọc câu hỏi xong, giơ tay giành quyền trả lời. Nếu trả lời chính xác, bước vào đại tiệc. Nếu trả lời không chính xác, đội còn lại giành quyền trả lời chính xác sẽ bước vào đại tiệc. Những nguyên liệu rau của miền Trung nào sau đây ngày xưa được dùng để tiến vua? Thứ nhất, A, rau tiến vua. Thứ hai, trái vả. Cái gì vậy? Trái vả. Trái vả. Vải. Vả. Vả. Đang cố tình kéo dài thời gian đúng không? Đúng. Tôi nhắc lại luôn. Thứ nhất, đây nhanh hơn. B. B. Trái vả. Vả. Vì sao? Dạ tại thấy nó lạ nhất. Nó lạ nhất. Nó lạ nhất. Cái đó chỉ có hồi Huế thôi. Xin giơ tay. Mời đội tiếp theo. Xin thay mặt cho dòng họ nhà trai, xin chọn đáp án A. Em không cần phải chọn nữa vì đáp án B là chính xác rồi.
mời vào đại tiệc. Xin chào mừng mọi người đến với buổi yến tiệc ngày hôm nay. Chúng ta không đến đây chứ chỉ 7 người. Còn một người nữa mà nấu ăn cho vua gọi là gì quên rồi. Người y. Người y là chích thuốc cho vua. Cung phi. Cung phi. Cung phi. Bây giờ nói được đi, khi nào nói đúng đi là sao ăn. Google.com.vn. Không bao giờ mà tôi được một người đó hiểu tôi 100%. Tôi buồn dễ chở. Mời đầu bếp Võ Hoàng Nhân. Đó. Đó, anh mang tới gì rồi. Dẹp con con. Lấy cái này xuống luôn. Lấy cái này xuống. Lấy ba cái chén ra được rồi. Bây giờ mình sẽ dùng món gì đầu tiên anh? Mình sẽ sử dụng cái món đầu tiên mà Nhân muốn mời mọi người là cái món chả vân mây. Xin mời các bạn, những người chiến thắng chả vân mây. Vân mây. Trời ơi, cái gà nó mềm, cái chả cá nó dai, đặc biệt là rau nó bó trâu vậy. Tôi nói là không bao giờ chay, ăn vô nó cân bằng lại, tại vì nó có vitamin A. Ngon, quá ngon. Nói chung là rất là ngọt, rất là ngọt. Lần đầu tiên mà ăn cái chả mà vân mây, ngoài cái phần trình bày rất là nghi ngút khói, rất là giống như là ở trên mây, thì ăn xong một miếng cũng thấy như ở trên mây luôn, vì rất là ngon. Ăn thấy ở trên mây luôn, vậy chúng đất chơi chị vậy? Hai cái này khác nhau ạ? Khác nhau. Khác nhau về màu sắc và cũng như cái mộc nhĩ đó. Cái gì? Em ăn hết một cái rồi đó hả? Vâng, tại vì lâu quá không ăn. Anh nghe thấy có được cái này. Trời ơi, sao ăn dữ vậy? Vậy mình nói giảm cân. Ăn biết có gì trong đó không Ngọc? Có. Có gì? Có rau cải này. Hồi nãy nói rồi em ơi. Miếng trắng trắng, bạn thấy nó trắng hơn so với miếng chả là cái gì? À, là thịt gà ước ra. Thịt gà. Tôi đã nói rồi. Còn đây là miếng da gà anh ạ. Da gà, đúng rồi. Nói gì nữa? Cái dòng cà rốt nè. Mộc nhĩ này. Ừ. Đó. Em giỏi mà. Ủa em ăn cho nó vậy, em không ý kiến gì hết trơn vậy nhỉ? Em lên tập trung em ăn á. Từ từ để em ăn thêm hai cái nữa. Anh ơi, hai vòng em không được ăn một cái gì rồi anh. À, nãy giờ là bị thua đó. Đội bên này thua. Để bụng để thưởng thức những cái món rất là tinh túy như này. Trời ơi, cái dòng đói ăn dữ không? Sao anh, ngon không anh? Sao? Ngon lắm. Như là cái món này là món hấp. Cho nên là mấy cái chất ngọt, mấy cái mướt của thịt gà đồ này nọ nó sẽ giữ lại được hết. Em hay quá, cho em rành, cho em biết kiến thức này hay vậy? Dạ. Em có nghiên cứu chút xíu anh. À vậy hả? Dạ. Trời giỏi ghê, cái gì dạ. Cũng biết kêu. À có tiêu nữa anh. Dạ. Ủa, ngon quá. Thằng dễ thương ghê. Rành đồ ăn ghê, vậy mà ba vòng thua. Đội kia muốn thử không? Khó. Ủa nãy không cho ta ăn vừa, ta cho ăn không nữa nhờ. Trời mặt mũi nào. Sống ở giang hồ nữa. Rồi món tiếp theo mình ăn món gì?